màu cam nhạt nhá các em ơi. Màu cam nhạt anh sẽ tô cho cái mình của chú gà này nhá. Màu cam nhạt các em nhớ nha, màu cam nhạt này các em. Hi, hi. Chào các em nha. Và hôm nay anh sẽ vẽ một con gà rất là dễ thương nha các bạn. Và đây các bạn ơi, một con gà rất là dễ thương đúng không nào? Và các bạn hãy lấy bút là lấy giấy ra nào. Anh sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một con gà đẹp như thế này nha. Rất là dễ thương đúng không nào? Và chúng ta hãy tiến hành ngay thế nào các bạn. Nào chúng ta bắt đầu nha các em. Từ đây anh kéo vòng xuống này, các vòng xuống rồi kéo vào đây. Rồi từ chỗ này anh kéo thẳng ra đây. Anh vòng vào trong này. Vào trong chữ V nha các em. Đây anh vẽ một đường đây này. Rồi đây anh tô đậm một xíu. Rồi bắt đầu từ chỗ này anh vẽ một hình tròn. Một hình tròn nha các em. Bo lại cái điểm này. Rồi một hình tròn này. Ở đây này anh kéo lên, anh vòng xuống, kéo vòng này. Rồi kéo vòng này, kéo vòng, kéo vòng nối với điểm này. Được chưa các em? Và đây anh vẽ đôi mắt, anh vẽ một tròn to ở trong này. Rồi anh tô đen ở trong này. Được chưa các em ơi? Và từ chỗ này anh kéo vòng ra đây. Vòng cong lên, hoặc xuống. Vòng ra, hoặc xuống. Rồi lại vòng ra, hoặc xuống đây. Vòng ra, hoặc xuống. Rồi được cái đuôi nha các em. Từ đây anh kéo xuống này. Kéo xuống thẳng một đường. Ở đây anh kéo xuống, kéo thẳng xuống. Rồi hơi cong cái chỗ dưới này. Từ đây anh kéo cong ra đây. Anh ngoạch, 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 ngoạch này. Ngoạch. Rồi từ đây anh kéo ra đây. Kéo vòng cung nha. Và từ đây này Anh ngoạch những cái đường sóng này. Đấy. Và từ đây anh kéo vòng lên nối với cái đầu này. Và đây anh gạch một đường ở đây, vòng ra, kéo ở đây. Kéo thẳng ở đây, kéo vòng, kéo vòng, kéo vòng. Rồi từ đây trên này xuống gạch ở đây. Bên này cũng vậy, ở đây anh gạch xuống này, kéo thẳng ra anh bo lại. Kéo xuống, bo, bo lại, bo lại. Rồi vào gạch một đường thẳng xuống này. Ở đây này từ chỗ chấm này, anh vòng ra chỗ này. Rồi từ chỗ này anh vẽ một vòng vào trong, một đường vào, vẽ cong ta cho vào. Ở đây vẽ cong anh kéo ra điểm này được chưa các em? Rồi, chỗ này anh vẽ một đường thế này. Chỗ này anh vẽ một đường đây, vẽ một đường nối đây. Được chưa các em? Ở đây, bây giờ anh sẽ tô đen lại và chúng ta sẽ tô màu nhé các em. Một con gà rất là dễ thương mà cũng rất là dễ vẽ đúng không các bạn ơi? Và đây, đây là bút màu của anh này. Wow, bút màu của anh sẽ hướng dẫn các bạn tô màu và chúng ta hãy cùng nhau học màu sắc nha. Và chúng ta chuẩn bị tô màu này. Bây giờ anh sẽ tô màu cam này. Màu này là màu cam nha các em. Chúng ta hãy cùng nhau học màu sắc này. Chúng ta hãy cùng nhau học tô, học vẽ nha các em. Và đặc biệt là học màu sắc nha các em. Màu cam này. Rồi ở dưới chân này anh cũng tô màu cam luôn nè các em. Đôi chân này anh cũng tô màu cam nha. Các em có thể tô theo anh hoặc là các em thích màu gì các em tô màu đấy nha các em. Và chúng ta hãy cùng nhau học màu sắc này. Đây màu này là màu cam nha các em ơi. Và tiếp theo đến màu vàng anh sẽ tô ở cái mỏ này. Màu vàng nha các em. Và ở cái phần đuôi này anh cũng tô màu vàng luôn này các em. Phần đuôi này anh tô màu vàng nha. Màu vàng ở cái mỏ và cái đuôi này. Một con gà rất là dễ thương đúng không nào. Và đôi cánh anh sẽ tô màu xanh lá cây. Màu này là màu xanh lá cây nha các em nhớ nha. Màu xanh lá cây này. Chúng ta đang tô đôi cánh này các em ơi. Một con gà rất là dễ thương đúng không nào. Và tiếp theo là màu này là màu cam này. Màu cam nhạt nha các em ơi. Màu cam nhạt anh sẽ tô cho cái mình của chú gà này nha. Màu cam nhạt các em nhớ nha. Màu cam nhạt này các em. Màu cam nhạt anh đang tô cho cái thân của chú gà. Rất là dễ thương này đúng không nào. Một chú gà nhìn rất là xinh xắn. Anh đang tô cái ngực này các em. Một màu cam nhạt nha các em ơi. Rất là đẹp luôn này. Và ở cái phần đầu này anh sẽ tô màu xanh, xanh dương này các em. Một màu xanh dương, một màu xanh nước biển, một màu xanh da trời đấy. Màu xanh nước biển với màu xanh da trời là một nhắc em. Các em nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem nha. Và còn cái chỗ dưới này nữa anh chưa tô này. Bây giờ anh sẽ tô này. Và anh đã xong rồi.